Chào các bạn, tên Đại Dương là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam và chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về các chương trình đào tạo tại trường SMS của Singapore. Thứ nhất là chương trình nâng cao thì được chia làm 5 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. Thứ hai là dự bị đại học. Học phí sẽ là 3.852 đô la Sing và yêu cầu đầu vào là các bạn phải hoàn thành lớp 11 IELTS là 5.0, không ban nào dưới 5.0 và TOEFL là 500 hoặc là hoàn thành khóa Anh văn tại trường và thời gian học sẽ là 6 tháng, khai giảng vào tháng 1, tháng 7 và tháng 10. Chương trình cao đẳng thì có ngành học quản trị kinh doanh, giao tiếp công chúng, quản trị doanh nghiệp, công nghệ thông tin thì học phí sẽ là 7.222,5 đô la Sing và yêu cầu đầu vào là các bạn sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông và dự bị đại học IELTS là 5.5, TOEFL là 525 hoặc là hoàn thành khóa Anh văn của trường và thời gian học là 10 tháng. Cái việc khai giảng sẽ là vào tháng 1, tháng 7, tháng 4, tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Và tiếp theo là chương trình đại học của trường được cung cấp bởi trường Monash University của Úc thì gồm các ngành học là cử nhân kinh tế chuyên ngành quản lý marketing, quản trị nhân sự, quản lý du lịch khách sạn. Học phí sẽ là 23.112 đô la Sing. Yêu cầu đầu vào là các bạn phải có bằng cao đẳng của trường hoặc là bằng cao đẳng thương mại khác IELTS là 6.0, TOEFL là 550 hoặc là hoàn thành khóa Anh văn của trường. Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán ngân hàng tài chính thì học phí là 25.680 đô la Sing và thời gian học cho các chuyên ngành này là 16-24 tháng và khai giảng vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9. Cử nhân truyền thông chuyên ngành quan hệ công chúng, báo chí, nghiên cứu truyền thông thì học phí sẽ là 23.112 đô la Sing. Và chương trình đại học của trường Edith Cowan University của Úc thì gồm các ngành học là cử nhân kinh doanh chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn, quản trị du lịch, kế toán marketing, học phí sẽ là 23.112 đô la Sing. Cử nhân công nghệ thông tin chuyên ngành bảo mật máy tính, thiết kế và quản trị mạng, học phí là 23.112 đô la Sing và yêu cầu đầu vào cho các chuyên ngành này là các bạn phải có bằng cao đẳng hoặc là bằng cao đẳng thương mại khác IELTS là 6.0, TOEFL 550 hoặc là phải hoàn thành khóa học Anh văn của trường và thời gian khai giảng là 24 tháng và thời gian học là 24 tháng và thời gian khai giảng là vào tháng 3, tháng 7, tháng 11. Và tiếp theo là chương trình thạc sĩ của trường Edith Cowan University. Ngành học là thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế, học phí là 25.680 đô la Sing, yêu cầu đầu vào là các bạn phải tốt nghiệp đại học IELTS là 6.5 và không phần nào dưới 6 chấm và thời gian học sẽ là 12 tháng, khai giảng vào tháng 7 và tháng 11. Và mọi thông tin chi tiết về khóa học tại trường SMS thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn.